Hello, xin chào tất cả anh em nha. Em là Collector đây. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một con game vừa mới ra mắt là tên là Trùng Sinh Quyết Chiến Sa Búc. Thì con game này vừa mới về Việt Nam. Ra mắt vào ngày 23 tháng 11, mới hôm qua 9 giờ ngày hôm qua thôi anh em ạ. Anh em nhìn này, mới 9 giờ ngày hôm qua thôi. Thì con game này á là một tựa game nhập vai MMO. Được ủy quyền từ Actoshop. Actoshop thì Actoshop từng là một thời nó càn quét tất cả những quán net từ những năm 2000 rồi. Từ những cái tựa game mà gắn bó với bao thế hệ cái thời 8x, 9x. Những cái thời game mà còn diễn viên Ưng Hoàng Phúc làm đại sứ ấy. Cái game này thì nó tựa như dạng phong thần hay là kiểu trinh đồ ấy, nếu như anh em đã từng chơi. Thì hiện tại đã có 24 server rồi. Thì em có lập nick ở server S6. Đấy, bây giờ chúng ta cùng vào và trải nghiệm cái game này anh em nhá. Vào game. Đấy, game này thì có 3 lớp nhân vật. Đấy, 3 lớp nhân vật đó là chiến sĩ, pháp sư và đạo sĩ. Đấy, chỉ có 3 lớp nhân vật thôi. Nếu anh em chơi phong thần thì anh em sẽ thấy cũng có 3 lớp nhân vật như thế này. Đấy, thì con này của em là em lập đạo sĩ. Đấy, vào thôi anh em. Hồn hóa phù, côn vô cực. Đây, em cũng đã từng chơi qua cái server S5 rồi thì cái hệ thống tu luyện của cái game này thì nó là dạng như hoạt họa 2D ấy. Thì nếu như anh em nào mà chơi những cái tựa game cái thời mà Diablo hay Phong Thần hay những cái game như Trinh Đồ Võ Lâm thì anh em thấy những cái hình ảnh này thì nó rất là phổ biến. Nếu như anh em nào mà quan tâm về cái việc mà hình ảnh nó đẹp sắc nét thì nó có thể như là sẽ không hợp với lại cái game này. Đấy, đây là tăng cấp tân anh đang level 50 rồi anh em nhé. Đã đủ level 50. Gần như là cái hệ thống mà tự động chiến đấu của game này thì nó rất là dễ dàng rồi. Nó tự động di chuyển, tự động đánh và tự động trả nhiệm vụ, hay là tất cả mọi thứ là về cái hệ thống chiến đấu là nó đã xử lý hết cho mình rồi. Đến hệ thống kỹ năng cũng rất là đơn giản anh em ạ. Đấy, các cái công hay là skill nó cũng hiện là nhìn nhìn rất là cũng nó rất là cơ bản, dạng kiểu game hoạt họa 2D MMO thì nó dễ chơi lắm anh em. Anh em muốn thăng cấp nhanh thì anh em sẽ đi đánh những con boss như kiêu chiến boss này. Anh em đánh kiêu chiến boss anh em sẽ nhặt những cái cục kinh nghiệm 5 triệu này. Đấy, và có sẽ những cái lượng đồ rất là ngon anh em ạ. Đấy, ăn lên cấp rất nhanh, lên cấp 94 rồi. Đấy, và có những cái lượng đồ cực kỳ ngon. Đấy, thì anh em sẽ nhận được những cái phần quà, ví dụ phần quà tăng cấp này. Có những cái đồ cực kỳ VIP. Đấy, còn có tăng cấp gói hời này thì nạp tiền sẽ có tích nạp ngày, gói pri, trang bị thủ bạo, nó rất nhiều đồ ngon hết. Về các tính năng mà chỉnh sửa auto ấy thì anh em có các cái kiểu để chiến đấu này, anh em có thể để di chuyển tự động, công liên tiếp, trận pháp các kiểu, hay ví dụ như đạo sĩ thì có tự động phóng độc, tạo thiên giáp tự động triệu hồi, ví dụ tự động triệu hồi lên level 100 thì sẽ là 2 con bạch cổ thay vì 2 con thú như em đang sử dụng. Đấy, hoặc là tích lượng, ví dụ như là anh em có thể cài đặt cái việc là một trang bị tân thủ, trang bị chiến thần. Đấy, ví dụ như em đang bỏ quả sồi đi, em vẫn thực hiện nhưng mà em sẽ không nhặt cái quả sồi này, em không cần quả sồi này nữa. Rồi, chúng ta sau khi mà lên cấp 100 á thì anh em sẽ có cái nhiệm vụ chuyển sinh anh em ạ. Đấy, tăng cấp chuyển sinh. Đấy, thoát qua các nút thắt để chuyển sinh. Ôi, đang thiếu cái này. Rơi từ khóa khai sáng trở lên. Rơi từ ấy khai sáng trở lên. Em phải đi kiếm cái này. Ok, sau khi mà trang bị được đầy đủ các cái nguyên liệu mà chuyển sinh anh em. Sau khi mà trang bị được đầy đủ nguyên liệu chuyển sinh thì bây giờ em bắt đầu chuyển sinh này. Đấy, tăng cấp. Đấy, xong thí luyện đến đánh. Rồi bây giờ chúng ta cũng đánh cái tâm ma chuyển sinh, đánh cái này cũng căng đấy anh em ạ. Rồi bây giờ hoàn thành chuyển một rồi anh em ạ. Đã đánh chết được boss chuyển một anh em. Thí luyện tâm ma, bây giờ em sẽ về để em hoàn thành xong thí luyện. Đấy, bắt đầu giết 3 con boss tứ xa này là em đã hoàn thành cái chuyển một rồi anh em ạ. Đấy, có nhiều cách thức tỉnh trang bị. Đấy, anh em thấy không? Thức tỉnh trang bị, thức tỉnh thiên này, thức tỉnh ngũ đấu này, nhưng mà em hết hết mấy cái cục ngọc này rồi. Đấy, bây giờ em đánh 3 con boss tứ xa này nữa là em đã hoàn thành chuyển 3.
xong thì em sẽ nâng cấp thành VIP bạc là Okela ngay anh em. Sau khi mà em hoàn thành cái đánh ba con boss cấp cứu xa thì em đã hoàn thành xong chiến luyện rồi, bây giờ đã lên chuyển một rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ lên VIP bạc thôi, hoàn thành nhiệm vụ che thủ cứu xa nhận quà. Đấy, lên VIP bạc nhận quà. Đấy, tuyệt vời chưa, lên VIP bạc rồi anh em ạ, được chưa? Lên đại sư VIP nhận thưởng. Đấy, thu hồi đã. Tiếp theo là cái tính năng mà điện phục ma anh em ạ. Anh em mà thí luyện cái điện phục ma này á thì anh em sẽ có các cái nguyên liệu để anh em có thể ép thánh thể ma máu. Rồi anh em có thể ép bằng cái thánh thể ma máu thì anh em vượt ải thiên quan thì anh em sẽ được tinh hoa ma máu và khiêu chiến hàng ngày. Đấy, về thần thể kim cang thì anh em cũng đi vượt ải thiên quan thì anh em sẽ được cái thánh thể ma máu và thần thể kim cang anh em ạ, thì sẽ nâng cấp cái thánh thể ma máu và thần thể kim cang này sẽ tăng lực chiến của anh em lên. Đấy, và hệ thống tôn hiệu anh em nhá. Đây, hiện tại thì em chưa kích hoạt tại vì là em chưa có cái này là cái gì nhỉ? Có thể nhận từ những cách như thu hồi trang bị. Không, cái trên cơ. Lệnh công huân. Đấy. Phong hiệu, cách nhận là phong hiệu quái chí tôn rớt tại quái sơn trang. Đấy, anh em thấy không? Quái sơn trang. Thì anh em sau khi là anh em sẽ phong thăng cấp được tôn hiệu. Đây, tiếp tục là một cái tính năng mà ghép các cái nguyên liệu thành cái ngọc bội của anh em lên và nâng cấp các cái nguyên liệu thức tỉnh của anh em lên từ 30 lên 40. Đấy, và bậc 3, bậc 4. Đấy, và tạo này. Anh em tạo này. Đấy, tạo ghép thành những cái cánh. Rất là đẹp đúng không? Ghép thời trang anh em ạ. Đấy, đeo vào nhìn cái cánh quả của em ngầu chưa? Quá ngầu luôn, ngọc tỷ. Anh em sẽ có những cái tính năng nữa là ép ngọc tỷ lên để tăng các cái thuộc tính nhá. Đó, ép ngọc tỷ và ép theo các bậc. Hiện tại là em là ngọc tỷ bích lục bậc 1 anh em ạ. Đấy, anh em có thể tham gia cái hoạt động khu bí ẩn để anh em đào kho báu. Đấy, hiện tại là dùng linh phù để có thể mua được cái cuốc này nhưng mà hiện tại em thì không có, nhưng mà đào cái này được khá là được nhiều phần thưởng lắm anh em ạ. Không có phù. Tăng sao tê liệt anh em nhé. Tăng sao tê liệt này. Đây là có những cái mà anh em tăng trang đồ trang trí này. Tăng sao tê liệt này. Đấy, nguyên số và tốc công thì hai cái này hiện tại là em chưa đủ yêu cầu anh em ạ. Tăng tê liệt để tăng cái thuộc tính đạo thuật của anh em, tỷ lệ tê liệt quái. Đấy, nhưng mà hết rồi. Hai sao. Đùa chúng tôi. Như nào. Bỏ mạng. Ui, dịch chuyến rồi anh em ạ, dịch chuyến rồi. Chéo nó bị chết, dịch chuyến luôn anh em ạ. Chắc là do mình còn yếu quá anh em ạ, bắn nó không xin nê luôn. Bảng xếp hạng tại khu vực dưới này. Bên này là anh em có thể cài các chế độ PK đánh nhau, bên này là chế độ xem bảng xếp hạng. Thì có cái chế độ xếp hạng cấp độ, công lực, ma pháp, đạo thuật và trận pháp. Thì em cũng chưa vào cái top nào cả anh em ạ. Ngoài game thì còn có các cái tính năng như kiểu bang hội thì em cũng đã tham gia vào bang hội rồi anh em ạ. Bang của em thì hiện tại mới được cũng khờ khớ thành viên rồi, vừa mới lập thì phải. Ôi cũng nhiều thành viên phết rồi anh em. Hệ thống kết hôn, nhưng mà hiện tại thì em cũng chưa tìm được đối phương để kết hôn anh em ạ. Cũng có khá nhiều các cái tính năng cũng hấp dẫn. Bây giờ đang có cái tính năng treo giải đổ long anh em ạ. Đấy, thì cái sự kiện là treo giải đổ long này á thì anh em chỉ cần trên quái thì sẽ ra được các cái mảnh vật phẩm sự kiện. Thu thập đủ các mảnh ấy thì hợp thành trang bị đặc biệt và đổi hàng chục thẻ cào các mệnh giá khác nhau để có thẻ cào được. Anh em có thể đổi được cái thẻ 50k này hoặc là đổi các cái vật phẩm, ví dụ như vạn tự quyết này, anh em cần thu thập là cần thiết vân rồng ấy thì anh em sẽ đổi được cái thẻ cào Viettel 50k ấy, mà tổng giá trị kho giải thưởng là lên tới 150 triệu anh em ạ.
Ngoài ra thì trên trang chủ thì em đọc được đang còn có các sự kiện như kiểu rút thăm trúng thưởng, trúng iPhone 15 Pro Max, PS5, Switch. Để thử vận may thì anh em phải đăng ký trước, nhớ lên rút thăm trúng thưởng anh em nhé, đừng bỏ lỡ. Thì nếu như mà anh em nào mà cảm thấy cái tựa game này nó hợp với mình, đây là một tựa game mà thực sự là cũng khá là kén người chơi, tại vì là về cái đồ họa 2D của nó hoạt họa. Đấy, anh em nào cảm thấy hợp, anh em nào cảm thấy thích và nó để lại sự hấp dẫn cho anh em thì anh em tải ngay game Trùng Sinh Quyết Chiến Sa Búc. Đấy, để tải trải nghiệm ngay anh em nhé, gia nhập bang hội để cùng nhau công thành chiến Sa Búc mỗi tối. Thì sau khi vào game thì anh em nhớ nhập cái mã Sa Búc 888 em để trên ngay ở giữa màn hình anh em nhé, để tăng sức mạnh giai đoạn đầu game của anh em. Đấy, và thông báo cho anh em một cái tin thì khá là hay, nghĩa là nạp game qua cái cổng chính thức của nhà phát hành, link nạp game thì em để ở phía dưới phần mô tả, sẽ được nhận thêm 16% phần phúc lợi tối ưu và tiết kiệm nhất khi nạp, link sẽ được ở phía mô tả phần phía dưới model nha anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip về game Trùng Sinh Quyết Chiến Sa Búc này của em Emolet. Cảm ơn tất cả anh em nhé.